Đây nha, đây sẽ là cái đường mà mình hay đi. Thật ra có một cái đường thẳng ra đằng kia đấy. Sẽ đi theo cái lối mòn kiểu như này để đi lên đồi. Đấy. Đường này cũng đi được nhưng mà có cái đường trên kia kìa. Bây giờ đô thị hóa xong xây đường hết rồi, cũng chả đi được. Buồn lắm, nhà này cũng sắp chuẩn bị bán rồi để xây dựng đô thị. Đây, để tôi giới thiệu cho mọi người qua. Có một cái nồi nhìn như cái nồi này nhưng mà nó nhỏ hơn tuổi đời nó một người, tuổi đời của tôi luôn. Đây là một trong những cái view mà tôi thích nhất từ ngày xưa, ngoại trừ cái việc mà nó đang thi công đất ngoài kia ra, còn đâu mọi thứ rất là đẹp mọi người. Đây là những quả đồi mà tôi đã từng leo, mà đằng sau quả đồi này nó vẫn còn một quả đồi nó to hơn, rộng hơn. Bên kia cũng vậy nhưng mà la chết rồi, bữa cả trời đang mưa hạt nên là tôi lười. Và kia là con chó mày ngu. Đây là đường lên nhà tôi. Đây là Lào Cai. Một số đồ ăn hay thức uống các thứ thì tí nữa tôi cho các bạn xem sau. Nhưng mà tại giờ tôi đi mua nước uống đấy. Nhà tôi đang thiếu nước. Đến đây tôi bị đau đầu. Chả hiểu sao. Đây là đường xuống công viên Nhật Sơn. Công viên của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Chất lượng video và âm thanh nó sẽ tốt trong vòng mấy ngày tới thôi. Mọi người đừng lo. Công viên thì tí nữa tôi review cho mọi người xem sau nhé. Lâu rồi không về tôi quên mất cả cái công viên này nó đẹp như nào. Nó từng rất là đẹp. Khu hình như là khu ấy nó mới xây. Lâu lắm rồi tôi không lên, tôi không về đây. Thế là tôi xây tôi cũng mới biết à. Ừ, tôi mới biết đâu. Bên trong này cũng rộng lắm nhưng mà không, tôi không vào đấy đâu. Vào đấy sợ bị đuổi ra đâu. Tiếp tục với hành trình đi mua nước. Đây là khu phố ngày xưa tôi ở mọi người ạ. Ở này là một vạn hoa. Đây là phố mà mấy đời ở rồi. Đầu tiên là tôi ở góc, trong góc đằng kia này. Có một chỗ để thuê nhà này. Xong nhà tôi đợt trước thuê ra đằng này. Xong có một nhà tít đằng kia nữa. Chuyển nhà liên tục. Sau có một đợt là tôi cũng về Sài Gòn mà. Tôi có kể với mọi người đó. Thằng bạn tôi nó ở đây. Bây giờ chắc là tôi đang định qua thăm nó nhưng mà nó không có nhà. Nó xuất hiện trên kênh Chap, trên livestream. Đó là Tuấn. Đây là cái quán ngày xưa tôi ăn. Bây giờ vẫn ăn đây. Được nghỉ Tết đâu không? Cháu được nghỉ cũng đến mùng 3, mùng 4 ạ. Ở xuống đây chơi. Mọi người có dịp thì qua cái thăm cô, quán của cô. Vâng. Cô thân thiện lắm. Tôi ăn từ ngày xưa từ bé tí giờ. Có một lý do là càng lớn tôi càng bị nhức đầu. Tôi dễ bị nhức đầu, tôi bị khó chịu. Chả sao. Bỏ mẹ, bây giờ mình đi đâu nhỉ? À đi về. Đây là nhà văn hóa này. À, cho mọi người lên lên đây cho mọi người xem đi. Ngày xưa tôi với mấy đứa trẻ con cùng xóm sẽ lên đây chơi. Trong đoạn này nó sẽ hơi giật một tí nhá. Âm thanh nó cũng sẽ không tốt. Nhưng mà tí nữa tôi sẽ chỉnh sửa lại ngay. Ok. Yêu mọi người. Thì đây. Ta-da. Nhà Phật. Nó xây lại rồi này. Bình thường là nó chỉ có một màu ở trên kia. Một màu kiểu bé tí à. Còn chân này là sân để xe. Nó sẽ có một kiểu, một cái khu ở đây này. Hay một cái khu ở đây này. Bọn tôi sẽ lên đây chơi. Đằng kia cũng có một cái cổng nữa. Vườn hoa. Cái nhà này nó mới xây hay sao? Hoặc là xây lâu rồi nhưng mà chẳng có lâu rồi tôi không kinh nghiệm, trải nghiệm và thúc lào. Ngày xưa là chỗ này nó to lắm. Nhưng mà xây lại cái nhà văn hóa này. That's me. Xây lại cái nhà văn hóa này nên là nó bị bé đi. Còn cô kia ngu. Công viên Nhạc Sơn. Đây là công viên tôi có nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời tôi. Đó chính là tôi hay đi chơi ở đây. Ngày xưa tôi với gia đình tôi sẽ lên đây chơi. Và đấy cũng là nơi mà đầu tiên mà tôi tập xe đạp đấy. Tập lại đi xe đạp hai bánh. Hà Lan Cà Phê, khu vực biên giới. Đây là đường đi về nhà tôi. Đây, bên trong này là một cái luxury dành cho người có tiền. Mình không có tiền, mình không nên vào. Trời ơi, Lào Cai, Lào Cai. À, shit. Đấy, hình như tôi vừa dẫm một cất chó. Không phải mọi người, tôi nhầm đấy. Chỗ này vẫn đẹp vãi. Tôi hình như không biết được lên được lên trên này không. Ngày xưa tôi hay đi bộ ở trong công viên này.
Ta-da. Không biết mọi người có biết cái này không? Ngày xưa tôi hay ăn cái này ở ngoài cổng trường ấy. Xin giới thiệu thổ ca ca. The deliciousness you need every day. Thổ ca ca nhé. Cái gói này, nói thật mọi người, tôi nghiện cái gói này. Tôi rất là thích cái gói này luôn. Tôi ăn cái gói này từ hồi đợt cấp 2 thôi. Cả cái này nữa. Mặc dù nó nói chung là bây giờ nhiều gói mới lắm, nhưng mà tôi vẫn giữ kỷ niệm về mấy cái gói cũ, cả gói này nữa. Mọi người sẽ bảo anh ơi tại sao không, anh không ăn bỏ cay à? Nhưng mà không, bây giờ tôi chuyển món. Là ngày xưa tôi không thích ăn bỏ cay lắm. Thật ra thì tôi cũng thích đấy, nhưng mà là bánh cắt chanh, cho chanh vào để hơi lười. Tôi thích ăn cái kiểu này. Đây, giới thiệu cho mọi người cái gói cánh gà này trước. Bọc như cánh gà luôn. Đi nữa, như này. Nó sẽ như thế này. Vị nó chả ra gì đâu, nhưng mà mình thích ăn. Nó chả ra gì, nhưng mà nó rất là ok nhé. Ok. Ngon vãi đạn. Tôi hay không có cái xu hướng tôi bóc từng cái không. Tôi sẽ đổ thẳng vào bông luôn này. Hơi khó nuốt tí nhưng mà được ngon. Một người chờ tôi tí thì tôi ăn xong luôn cái này. Có mồm quá. Mấy cái này rẻ lắm mọi người ạ. Tổng chỗ này là 20.000. Anh cứ đợi. Kia là thằng cung em tôi. Có làm gì đâu mà mệt, ngủ cả ngày bảo vệ. Không, dậy sớm. Dậy sớm không quen à? Anh dậy sớm quá, em dậy theo à? Dậy sớm là anh ở dưới nhà nó mình ngủ thế, không dậy theo. Nói không? Ăn gì không? Anh mua chưa? Có người yêu rồi đấy. Không người yêu. Mày sao mà giấu được với anh? Có người yêu rồi. Không. Anh mày chưa có người yêu, nó là có người yêu rồi. Nó cứ chối rồi mà dù tôi biết rồi đấy. Nào khóc tối đấy. Chẳng là có sữa. Em ăn đi, măm măm. Chán không muốn nói. Chào mọi người, là tôi đây, Đào Văn Linh, đến từ Lào Cai. Và địa điểm của mình hiện tại bây giờ là đang ở Lào Cai. Chỗ tôi đang đi đây, như mọi người có thể thấy là đây là phố mới. Nếu mà tôi nhớ không nhầm, đây là phố mới. Còn đây là sông Hồng, phía này là sông Hồng. Chỗ này là vườn của người ta. Thì bên này nó sẽ sát với biên giới của Trung Quốc. Thì nghĩa là chỗ này là phố mới nhá. Bên kia cũng là Lào Cai nhưng mà nó gọi là bờ kè. Còn tít bên kia kìa. Cái nhà kia kìa. Đó, cái nhà trắng kia kìa. Không biết cái phải cái nhà trắng không? Nói chung là từ cái dọc phố mới này đi sang bên kia một tí là chúng ta sẽ thấy cửa khẩu đi sang Trung Quốc. Sắp tới tôi sẽ làm chuyến đi Trung Quốc nếu như mọi người muốn xem bên Trung Quốc có cái gì. Tôi đang đi bộ ở đây một tí để cho mọi người biết ấy. Tôi mua cacao nóng. Rất là ngon. Ngon đấy. Ở đây có cái xa này. Không biết mọi người như nào nhưng mà tôi lại không có cái kỷ niệm đẹp mấy về mấy cái xà ấy. Bởi vì từ cái đợt cấp 2 của tôi là tôi có lên xà một lần. Xong thằng bạn của tôi mà cái đợt đấy nhá, lên xà nhá. Lên xà xong trước mặt crush nhá, ở đấy kiểu định lên như này như nọ ấy. Nhưng mà không, không đâu. Thằng bạn tôi nó thấy tôi như vậy, nó cứ đứng gần tôi, tụt quần phát, ui dồi ôi, ngay trước mặt crush. May là lúc đấy mặc xịt rồi chứ không chắc cũng chết. Thử xem tôi lên được bao cá nhá. Tôi không biết đây là xà hay là cái chỗ móc phơi quần áo của người ta, nhưng mà tôi cứ thử
xem cho biết. Mọi người thông cảm, tôi không hay kéo xả nhiều. Người tôi nó không quen, là nó hơi khó. Đẹp dài. Tôi sẽ kể cho các bạn hành trình của cái chuyến đi này. Thì nói chung là nó gọi là chẳng mấy khi, mà nó thực sự là một cái gì đấy. Ngày xưa ấy, từ rất lâu rồi, cách đây từ khoảng chục năm trước, mấy khu phố này này, nó chưa mở đâu, nó chưa xây đâu. Tôi có một cái kỷ niệm đẹp ở cái đường này, đó chính là đi bộ với crush ở đấy. Đi bộ với crush, bọn tôi đi từ cái chỗ trắng trắng này nhá, ở đấy. Xong đi một mạch tít ra mấy cái nhà kia luôn. Xong bọn tôi để xe ra đằng này. Thì hôm đấy mưa, xong trời đẹp dã man. Nếu mà tôi không bị mất dữ liệu ảnh, tôi cho mọi người xem luôn. Trời rất là đẹp, khung cảnh thì nó như này. Đấy, từ góc nhìn ở bên phố mới nhìn bên kia, chứ từ bờ kè nhìn sang đây thì chưa. Tôi chưa. Ngày xưa nếu mà tôi nhớ không nhầm thì có một cái thể loại là cà phê nhà bè hay nhà kè nhà bè gì đấy. Nói chung là nó sẽ nổi giữa cái sông Hồng này. Nhưng mà theo những gì mà tôi nghe thấy được nhá, là cái nhà bè đấy chả biết làm sao mà nó bị trôi về ở cái giữa đoạn đường từ Lào Cai phố Lu. Từ bây giờ đoạn như kiểu đoạn xuống như kiểu này này. Đấy, có đoạn đường xuống như này này. Buồn cười, nhớ ở sau luôn. Good morning, gorgeous. Bây giờ là 6 giờ sáng. Mọi người thấy khung cảnh thiên nhiên nó như thế nào? Thoải mái thật. Ê, tôi ở Hà Nội lâu quá, xong đến mức mà bây giờ khi mà tôi thở như thế này, tôi hơi bị sợ bởi vì là tôi tưởng là nó bị ô nhiễm không khí. Cuộc đi lên đồi của mình sẽ xuất phát vào tầm khoảng là đầu giờ chiều hoặc là đến trưa. Sau khi mình ăn cơm xong, mình sẽ đi. Nếu như mọi người thắc mắc thì cái cánh cửa này nó dẫn đến đi đâu? Thưa các bạn là nó đến phòng thờ. Còn đây, đây là phòng mình. Đây là cửa sổ phòng mình. Giáp với phòng thờ. Mình thì không sợ đâu nhưng mà cảm giác hoài vậy. Nếu mà mọi người cảm thấy nó bị lệch quá thì mọi người thông cảm cho tớ là do gậy. Tức là mình cần cái gậy này để tí nữa mình lên đồi mình còn để đấy. Mình sẽ quay vlog như kiểu một cách chuyên nghiệp luôn ở đây. Xong mình bảo thằng em là nếu edit gọi là ngon lắm, ngon ngon vào nha Huy. Thì như câu chuyện nói ngày xưa thì tôi với một thằng bạn nữa học với nhau từ hồi cấp 1. Nhà nó ở trên kia, tít trên kia. Tít trên kia thì nó có cái đường để xuống sông Hồng ấy. Bởi vì bố nó làm bè mà, kiểu bắt cá. Sông Hồng này tôi ngày xưa bơi nhiều lắm. Đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng là bơi luôn. Không biết nghĩa bóng là gì nhưng mà nghĩa đen là bơi luôn. Và đây là cách mà tôi học bơi. Xong tí nữa tôi sẽ chỉ cho mọi người cái chỗ khe nước. Bây giờ đường nó, cái chỗ đường lên núi ấy, nó có người ta làm cái đường cao tốc ở trên đấy. Tức là tôi không biết là tí nữa lên, không biết cái khe nước đấy nó vẫn còn hay không. Nhưng mà tôi vẫn nhớ đường lên thôi. Hôm qua tôi có hỏi ông tôi là ông với bố về chú tôi thì là cái đường lên đấy nó vẫn còn không, thì được có một tin vui là vẫn còn. Thôi tạm thời đến đây thôi, sau này đến tầm trưa mình bắt đầu khởi hành nhỉ. Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về đường về quê tôi. Thật ra đường về nhà ông bà nội tôi thì đúng hơn, thì nó sẽ có một con ngõ nhỏ nhỏ ở hướng này. Đi nào. Đây, nếu các bạn đã biết thì ở chỗ này là đường ray. Tôi có một cái kỷ niệm khá là đẹp ở cái đường ray này. Hai lần tôi đi xe đạp. Cái đường ray này là một trong những đường ray tôi tí bị tàu đâm. Là khi tôi cùng với ba chị em họ đi xe đạp qua cầu. Bỗng hôm đấy thì cái bánh xe của tôi nó bị kẹt ở cái chỗ đường ray mà cái tàu nó gần đến rồi. Lúc đấy tôi hốt lắm. Lúc đấy anh cai chị bảo ôi bỏ xe đạp đi, bỏ của cứu người. Nhưng mà không, tôi đã làm được và tôi vẫn đứng đây ngày hôm nay. Và cũng chính ở chỗ này làm cho tôi
đi xe đạp rơi mẹ xuống ruộng. Đây, cái chỗ đường dây thì nó sẽ như thế này. Ngày xưa thì cái chỗ này, cái chỗ phần giữa giữa này nó bị thụt sâu xuống một chút. Và đây chính là cái ruộng mà tôi đã bị ngã. Đó. Yeah! Chào mừng đến với quê tôi, phố Lu. Yes sir, như các bạn có thể thấy, gió to quá. Đây là khung cảnh quê tôi, nơi mà ký ức tôi của tôi tràn về. Ừ. Bên đằng cái chỗ các bạn nhìn thấy, cái chỗ trắng trắng như kìa, đằng sau đấy là chỗ đấy là có một con đường, đường quốc lộ xây từ đi thẳng từ Lào Cai về đến đây. Ừ. Nên là tôi đã không biết, tôi đang phân vân giữa việc là có lên đồi hay không, bởi vì là cái đường nó đang làm ấy, đường nó đã làm sẵn rồi ấy, thì chả biết đường lên đồi còn không. Nhưng mà tôi có hỏi người nhà tôi thì bảo là vẫn còn. Đẹp không? Đẹp đét nhỉ. OT. Có bao nhiêu con người nhìn tôi nhưng mà tôi kệ. Phố Lù, thưa quý vị, đặc sản quê tôi ấy, chả có đặc sản gì đâu. Phố Lù. Hôm nay chúng ta sẽ đi thẳng ra đường kia. Thẳng ra đường kia để đi lên đồi. Gió thế. Các bạn đã bao giờ thấy một thằng đi dép lên đồi chưa? thị trấn Phố Lu, một tỉnh thuộc về thành phố Lào Cai. Đây là quê nội tôi. Các bạn có bao giờ thấy một thằng đeo dép đi lên đồi bao giờ chưa? Chưa đúng không? Bây giờ tôi sẽ đem cho các bạn cái trải nghiệm thực tế nhất khi mà đi dép lên đồi. Sẽ đau chân lắm ấy. Ở trong đường đi tôi sẽ không quay nhiều mấy bởi vì sợ máy hết pin. Còn đường đây thì nó sẽ như thế này. Nó vẫn còn một cái đường nữa cơ. Nhưng mà tôi không nhớ. Tôi nhớ mỗi đường này. Bởi vì đường này nó sẽ đi thầm, đâm thẳng vào khe nước. Còn đường mà tôi hay đi thì nó sẽ đi từ nhà ông vợ ra đây. Nên là nó sẽ hơi xa. Cảm giác về quê ông cứ cầm máy quay xong chụp ăn nói lên thiên này. Người ta nhìn cũng hơi ngại. Nhưng mà thôi, content mà. Content. Content là còn tiền. Ở đấy. Đã đến rồi mọi người ạ. Ôi, đi cũng xa phết. Rồi, đây là đường quốc lộ này. Đời của tôi nó chưa xây cái đường này đâu, nó mới xây cách đây mấy năm. Bây giờ tôi đang xem lại cái đường lên đồi chỗ nào nhỉ? Có ở trong này không nhỉ? Để tôi hỏi ông. Ông ơi, cho cháu hỏi là đường lên đồi ở đâu ạ? Dạ vâng. Đi đường này ạ. Rồi, cháu cảm ơn ạ. Dạ vâng. Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ. Ông rất là thân thiện. Tôi người hướng Nội Bài. Lúc thì tôi bay một chỗ trống, không muốn nói gì. Lúc thì trên sân bay lại đông khách, thì tôi lại cởi mở nhiệt tình. À đấy. Ôi chết, các bạn đứng đây à? Bỏ mẹ nè. Không, đây cũng chả phải đáy bậy đâu. Đây gọi là tưới nước cho môi trường tự nhiên. Chứ tôi không có đáy bậy gì nhá. Mọi người hiểu nhầm rồi. Wow. Hay là mình đi trên này nè. Chết rồi, lâu rồi tôi không đi, tôi quên mất rồi. Chỗ này ngày xưa tôi nhớ là nó rộng á. Nó phải từ cái chỗ này sang đến chỗ này cơ. Ừ. Đừng đáy bậy lúc 3 giờ sáng nha. Chó lắm. Nhưng mọi người có thể thấy có mỗi mình tôi trên này à. Hơi đáng sợ đấy. Mà tí dẫm một cất. Trên này sẽ có rất là nhiều thú dữ. Chẳng hạn ví dụ như rắn, nhện, rết. Còn nhiều nữa nhưng mà tôi không nhớ. Nhưng mà con nhện là nằm trong top 3 của tôi rồi. Top 1 luôn, không phải top 3. Tôi đang khá là do dự khi mà đi lên đây. Nhưng mà thôi kệ mẹ, đi. Thử xem thế nào nhỉ. Bye nhé. Tôi có một cái kinh nghiệm đi leo đồi cho mọi người nha. Leo đồi hay leo núi cái gì cũng được. Là mọi người hãy nghiêng người trước với góc 45 độ trước khi mọi người đi. Có gì trên này không? Đây. Hình như chốt này rồi. Để tôi nói cho mọi người. Chỗ này trước là nó cao tận kia cơ. Dưới này sẽ có một cái khe để tôi tắm này. Nhằm ngày xưa tắm. Chỗ này sẽ có một cái. Tôi đã kể cho mọi người cái sự tích. Con nhện nó to bằng cả cái nắm tay tôi chưa. Sẽ có một cái cây nó kiểu này này. Nhưng mà nó rất là cao.
xong con nhện nó giang tơ nhá, từ cái cây nhỏ nhỏ này đến cái cây này, nó nằm giữa đây luôn. Mẹ nó to vãi cả cứt. Mấy cái bụi này này, nói thật với mọi người, có rắn đấy. Đi đường kia nhìn trông có vẻ an toàn rồi đấy. Má, sợ quá. Các bạn sẽ bảo anh sợ à? Sợ mày cứt bượn. Đường dốc đét. Đi đường này, vòng ra kia, xong đi lên kia thì phải. Tôi không biết cái đường mòn này nó sẽ dẫn tôi đi đâu. Mà cứ thử nhá. Như mọi người thấy, khi mà tôi lên đây, lên đồi ấy, tôi bảo ông tôi với cô tôi, thì hai người họ rất là ngạc nhiên kiểu, ui, lên đây một mình á. Xong tôi kiểu, đúng rồi, sao mà phải sợ này. Cho khi đến đi đến đây, tôi đã thấy sợ. Remind you thôi. Thôi đi tiếp đây. Để mà nói thì tôi đã đi một chặng đường rồi. Bây giờ là 2 giờ chiều rồi. Nhìn mọi thứ trông rất là đáng sợ. Buổi tối không biết nó như nào nữa. Đây là may là nó còn có cái đường này nó xây rồi nhá. Ngày xưa phải đi đường này cơ. Lên tít trên kia cơ. Kể một tí dốc cho vui nhá. Tí dốc cho vui. Không, không, cái này cũng không phải là dốc. Cái này là thật. Bác sĩ có bảo tôi là tôi mắc một căn bệnh theo gen di chuyển của nhà. Là bệnh bò tuôi. Bò tuôi ấy hiểu. Thôi về thôi. Quay về thôi. Đến giờ về à? Bực mình đấy nhỉ, quần cứ tụt. Đấm nhìn nơi này lần cuối. Mà chai hút mấy đời. I want your love, it. I want your revenge. You and me could write a bad romance. Trời ơi, đủ má, quần vừa mới giặt xong á. Người ta xem pháo, anh thì xem em. Tiếng pháo nổ bầy trời, tiếng pháo nổ đầy trời nhưng không bằng tiếng tàu chạy qua đường. Qua cầu ấy là qua đường đâu. Pháo vẫn nổ, tàu vẫn chạy, tàu áp tiếng pháo. Sao mà nghe? Đây là khung cảnh của tôi. Nhưng mà tôi ở nhà xem pháo. Thế rồi. Lớn rồi xem pháo làm gì? Ôi, chung vào còn bầy thứ để làm nữa. Pháo việc trẻ con. Lớn rồi đi xem pháo. Hello mọi người, sang năm mới tôi chúc mọi người có một tuần mới vui vẻ. Tôi chỉ chúc thế thôi. Và hiện tại giờ vlog nó cũng không còn gì nhiều. Cho mọi người xem cảnh quan thiên nhiên. Đấy, chuyến đi về quê Tết năm mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem. Yêu. Xuống đi tìm các con gà con, các con ngựa. Phát nhé. Bye. Look at this. Oh my god, baby. Ngày xưa tôi hay toàn tắm đây. Đây là nhà bác tôi, bác họ. Lúc hôm nay là tôi về rồi. Đêm nay tôi về. Về Hà Nội thôi. Sơ. Trời nó mà nắng nắng nhưng tí nữa tôi nhảy mẹ xuống đây tắm cho mát. Úi giời. Sâu gióm này. Ấy à. Con nào con đấy to chắc bằng cả cái ngón tay. Đẹp nhỉ. Quá đẹp. Quá chill. Chẳng bị ô nhiễm đâu. Hít thở thoải mái. Giờ này rơi mẹ điện thoại xuống nước thì các bạn được chuyến gọi là đi ngắm thủy cung nhỉ. Thì vlog nó cũng chỉ thế thôi mọi người ạ. Không được nhiều. Các bạn về quê tôi phụ gia đình nhiều. Thay vì tôi cứ cầm điện thoại của tôi quay cái này quay nọ. Đây con bướm ơi, bướm đen. Ôi bướm, bướm, bướm. Ôi em bướm, ôi bướm kìa. Ôi bướm. Bướm bướm cả bay, bướm bay đi đâu. Ôi bướm ơi. Bướm, ôi trời, bướm kìa. Bướm. Bướm ơi, đừng đi bướm, bướm.